Shop Hoa Giấy xin kính chào quý cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay shop sẽ lên một số sản phẩm phục vụ cho mục đích sưu tập và gia dụng. Quý khách mua hàng xin vui lòng chọn mặt sản phẩm là chữ H có số đứng liền kề, số phía sau là giá của sản phẩm. Quý khách liên hệ với shop qua số điện thoại 0979 637 554, có thể gọi hoặc nhắn tin bằng số Zalo hay số di động để thuận tiện cho việc trao đổi thông tin hình ảnh của sản phẩm khi gửi hàng. Shop sẽ up video vào khoảng 11 giờ mỗi ngày. Quý khách vào xem video xin vui lòng nhấn like, đăng ký và chia sẻ để nhận được những thông báo mới nhất về những video mới. Xin trân trọng cảm ơn. Sản phẩm đầu tiên đó là một cái này nó gọi là cái đỉnh đốt trầm á, thì nó phù hợp các anh chị để đốt trầm nụ á. Cái đỉnh này nó thuộc cái dòng gốm Hagi rất là đẹp, nó tạo hình rất là độc đáo với cái màu men rất là tinh tế, đặc biệt là chúng ta thấy ở phía cái chân đó nè. Những cái chân của cái đỉnh này nè, nó làm tạo hình giống như cái đóa hoa đào ấy các anh chị, rất là đẹp. Đáy nó có tiện ký âm vào trong cái cốt gốm này, nó được chế tác hoàn toàn thủ công, tinh xảo và công phu, nhìn nó rất là thanh các anh chị. Cao là 4.5, đường kính là 8.5, mà sản phẩm là H1 giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly gốm Kutani rất là đẹp. Trên thân nó vẽ sơn thủy và một cái bài thơ. Vẽ sơn thủy. Đây hai cái máy nhà tranh. Một cái bài thơ, đáy nó có truyện ký của dòng Kutani. Cái này giống như nó kiểu hai đáy vậy anh chị. Cao 4, đường kính là 5.3, mà sản phẩm H2 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly sứ xưa rất là đẹp. Trên thân nó vẽ hình một cái con diều giấy truyền thống cùng với cái con chim Hải Âu, chim bồ câu đó, tượng trưng cho cái hòa bình. Ở dưới là nó có 4 cái ký tự bằng thư pháp, 4 cái ký tự bằng thư pháp như thế này. Cái ly này thì dưới cái trôn nó có cái vết mẻ nhẹ nha. Cao là 3.2, đường kính 6.5, mà sản phẩm H3 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ly sứ xưa rất là đẹp. Trong lòng nó có cái biểu tượng lá ngô đồng và cái bài thơ. Cốt nó rất là già. Ở dưới đáy này nó có truyện ẩn các anh chị. Cái này thì vành nó có cái vết tóc nhẹ. Cao là 3, đường kính là 5.5, mà sản phẩm H4 giá 60k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa lót. Cái bộ này nó bằng cái inox không rỉ. Inox 8.10 các anh chị. Inox không rỉ, một trong những cái dòng inox rất là nổi tiếng của Nhật. Trong lòng nó chạm nổi cái hoa dây rất là đẹp. Trong lòng nó chạm nổi hoa dây rất là đẹp. Ở dưới là nó phủ một cái màu đen đó chị, rồi cái hoa dây nó nổi lên nhìn rất là hay. Đây, inox 1810 nè, Japan, một trong những cái dòng inox rất là tốt của Nhật. Đường kính nó là 10.3, mà sản phẩm H5 giá 180k trên bộ 6 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng cú mèo bằng sứ nha các anh chị. Sứ này sứ xương nha, rất là đẹp. Tượng cú mèo bằng sứ rất là đẹp nè. Trong cái văn hóa của Nhật thì tượng cú mèo hay là cú mèo đó, nó tượng trưng cho cái sự may mắn. Này ở trên cái thân của tượng cú mèo này là nó được vẽ vàng nha các anh chị. Nó có ghi ngày 10 tháng 11 2013. Cao 4.2. Cái đường kính của nó là 3.5, mà sản phẩm H6 giá 90k, nhìn rất là dễ thương các anh chị. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng mèo may mắn. Mèo Neko nè, mèo may mắn, mèo chiêu tài á. Nhìn rất là dễ thương, cái tượng này cũng bằng sứ các anh chị.
tạo hình rất là dễ thương. Ở trên tay này các chị có thể là nó có một cái cầm một cái giống như một cái ống bằng đồng vậy. Các chị có thể là cắm một cái nhang nhỏ vào đây cũng được nữa, chành hoa nhỏ cũng được, nhìn rất là dễ thương. Cao là 5.8, đường kính của nó là 3.5, đường kính thân nó thì 4, mà sản phẩm là H7 với 60k, rất là đẹp. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ bộ trà, một cái bộ chén trà các anh chị, chén trà gốm Kutani. Bộ này là cái bộ chén trà gốm Kutani, nó thuộc cái dòng sản phẩm là cũng dòng sản phẩm này xưa nha các anh chị. Cái dòng sản phẩm mà nó nằm trong cái mộc vuông này nè là nó đặc trưng cho cái dòng được sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ 20, tức là những năm 1960 á. Đặc biệt là cái dòng này nè là nó vẽ cái men chu sa, cái men màu chu sa trên cái nền vàng, cái nền được mạ vàng các anh chị. Chỗ này nè, nghệ nhân họ phủ vàng lên trên. Nó vẽ cảnh sơn thủy. Đây. Vẽ cảnh sơn thủy. Cái ngôi chùa Nhật nó thấp thoáng trong cái rừng tùng. Họa tiết nó vẽ theo cái phong cách thủy mặc đó anh chị, thủy mặc tức là mực nước, nhưng mà nó lạ ở chỗ là nó vẽ bằng cái men màu chu sa này, rất là đẹp. Đây là ấn tượng trong cái mộc vuông, đặc trưng cho cái dòng nó được sản xuất vào thập niên 60 của thế kỷ 20, nhưng mà nó được bảo quản rất là tốt anh chị. Chén này cái dáng rất là hay, bộ này rất là đẹp anh chị, nó vừa với cỡ trà của người Việt chúng ta. Nó cao 4.5, đường kính 7.5, và sản phẩm là H8 giá 80k trên cái này, shop bán cả bộ nha. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa sứ rất là đẹp đó chị. Cái bộ dĩa sứ này nó vẽ cái hoa chuông, hoa lan chuông đó. Bộ này nó có chín cái, 10 cái, 10 cái. Vẽ hoa lan chuông, cái này bằng sứ luôn. Hoa lan này nó được vẽ bằng bằng vàng đó các anh chị, vành mạ vàng. Cái này các anh chị có thể dùng để đựng những cái vật dụng nhỏ, những cái loại hạt, hay là các anh chị dùng làm cái đế lót những cái ly trà, chén trà rất là đẹp nè. Chất liệu sứ để trên bàn rất là sang các anh chị. Hoa tiết này nó được vẽ vàng rất là đẹp, cốt sứ rất là tốt, đường kính của nó là 9.5, mà sản phẩm là H9 giá 200k trên bộ, 10 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái lục lạc, cái lục lạc gốm thuộc cái dòng Kutani. Đây là cái size lớn nhất trong cái dòng lục lạc của Kutani được anh chị. Ở trên thân nó vẽ hoa phú quý, xe phú quý á, chiếc xe với hình ảnh những cái đó hoa mẫu đơn, mẫu đơn nó tượng trưng cho cái sự phú quý. Ở phía sau nó có cái lá phong, hoa đào. Đây thì nó mặt này thì nó vẽ hoa đào rất là đẹp. Đây là ấn tượng của dòng Kutani. Đây là cái size to nhất trong cái dòng lục lạc này các chị. Cao là 9.5, đường kính 8.5, mã sản phẩm là H10 giá 120k. Sản phẩm tiếp theo đó là hai cái chén trà sứ Kutani. Hai cái dòng này, cái này là nó cũng thuộc cái dòng sản phẩm xưa đó, rất là đẹp luôn. Cái này cốt sứ nha, chén này thì nó to, trên thân nó vẽ hoa mẫu đơn, họa tiết nó được vẽ tay rất là đẹp. Cái nhị hoa mẫu đơn này nó được mạ vàng rất là đẹp luôn. Cái nền nó phủ men xanh rất là hay. Ở phía sau này nó có bài thơ các anh chị, bài thơ nó được viết tay theo cái lối thư pháp.
ấn tượng nó nằm trong cái mọc vuông này, đặc trưng cho cái dòng được sản xuất vào thập niên 60, cốt rất là già. Tức là những năm 1960 đó, cái chén này nó còn hơn 60 năm các anh chị. Rất là đẹp. Kutani cái dòng này rất là hiếm gặp. Cao 6, đường kính là 9.5, mã sản phẩm H1 giá 120k trên cái, shop có 2 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái hộp sứ của một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng, Limoges. Cái này ở bên ngoài nó được phủ cái màu hổ phách các anh chị. Cái này là nó cái vòng này nó bằng đồng mạ vàng. Cái này trên cái này nó tạo thành cái nơ rất là đẹp như các anh chị. Nó chạm khắc nổi hoa văn. Cái màu này cái màu hổ phách, cái màu men hổ phách, men mà nó làm như cái màu hổ phách của một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Pháp này, Rozan Limoges. Dùng Limoges của hoàng gia này các anh chị. Ở trong là cái chúng ta thấy cái màu sứ trắng rất là đẹp nha. Chúng ta thấy nó kỳ công ở chỗ là cái hộp bằng sứ nhưng mà nó được đính, tức là nó được cẩn ở ngoài cái dòng mà bằng đồng, được chạm chỗ hoa văn rất là đẹp, rất là công phu, cái kỹ thuật rất là khó anh chị. Chúng ta thấy sứ nó rất là mỏng manh, nó mà để cẩn lên được như vậy là cả một kỳ công á. Nó cao là 1.5, dài 7, rộng 3, mã sản phẩm là H12, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo cũng là một cái hộp nữa các anh chị, cái hộp này cái hộp đựng trang sức. Cũng là sứ, sứ sương rất là đẹp. Cái này thì cái vòng kim loại này nó mạ vàng, nó hơi phai nhẹ chỗ này, trên đây nó đính một cái đó hoa cúc. Chỗ này nó hơi phai nhẹ chỗ này tí thôi, ngoài ra thì nó gần như mới nguyên, rất là đẹp, màu vàng sáng chói luôn anh chị, cực kỳ đẹp. Các anh chị đựng cái dây vật dụng rất là sang này, rất là đẹp luôn. Vậy đựng hột xoàn cao 4, dài là 6.5, rộng là 5, mã sản phẩm là H13, giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái ấm trà gốm rất là đẹp. Cái ấm trà nó mang cái dáng đặc trưng của Nhật nè các anh chị. Ấm trà gốm mộc rất là đẹp. Cái màu men rất là hay. Cái nền chủ đạo là men nâu của gốm. Ngoài ra thì cái hoa văn này nó được vẽ tay các anh chị, nó được vẽ tay rất là công phu. Chúng ta thấy nhìn nó đơn giản nhưng mà thật ra đó là những cái đường vẽ tay, đòi hỏi cái kỹ thuật vẽ rất là khó nha. Đây, cái lọc làm rất là đẹp. Đáy nó có ấn triện. Cốt dày nặng, cái ấm này nó dung tích nó khoảng 300 330 lít. Mã sản phẩm H14 giá 250k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái gạt tàn, cái gạt tàn sứ phủ men xanh coban rất là đẹp. Trên thân nó vẽ hạt, hạt này nó được vẽ bằng vàng các chị, và ở đây nó bị phai nè. Và chính cái phai này chúng ta thấy mới thấy điều độc đáo nè, ở trong cái lớp bên trong cái lớp vàng này là nó được mạ bạc trước, sau đó nó mới phủ vàng. Đây, ở đây chúng ta thấy rõ nè, cái màu bạc phía trong nè, sau đó mới phủ vàng lên. Ở ngoài men xanh có qua rất là đẹp như các anh chị, giống như cái màu áo lam, đẹp hơn cái màu áo lam của Pháp. Nó cao 5,
đường kính ở trên này nè là 15, đường kính thân 16, mã sản phẩm H15 giá 80k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ tách trà xứ xương của một cái thương hiệu rất là nổi tiếng, Westwood. Cái bộ này là cái hoa văn đặc trưng của dòng này nè, vẽ hoa do hoa giống như cái trái dâu đó, rất là đẹp anh chị, phong cách cổ điển của châu Âu. Tách này thì nó phai viền nha các chị, tách này nó bị phai viền. Tách này nó sử dụng cho cái những cái bộ trà chiều, hoặc là các anh chị về Việt Nam thì nó phù hợp cho những cái buổi cà phê nóng buổi sáng. Đây, Westwood Bonchina Made in Ireland. Cái dĩa thì cái viền nó không có, nó không có phai, nhưng mà cái tách thì nó phai nhiều hơn. Cao là 5.5, đường kính 11. Cái dĩa lót này đường kính là 14 năm, mà sản phẩm H16 giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bộ dĩa bánh, bộ dĩa sứ, dĩa bánh của thương hiệu Westwood luôn các chị. Nó cái này nó bộ này là bộ dĩa bánh nè, nhưng mà về Việt Nam thường các anh chị đại bàn lên bày trên cái bàn ăn để chúng ta đựng thức ăn, đó là sang các anh chị. Đây là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng nha, của Anh nha, Westwood Bonchina, có nghĩa là xứ xương đó, Made in Ireland nè, cái thương hiệu rất là nổi tiếng. Cái hoa văn này rất là sang các anh chị. Cái bộ này thì viền vàng nó còn mới nha, đường kính 17 năm, sản phẩm H17 giá 120k trên cái, shop có 4 cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái hộp pháp lam rất là đẹp. Hộp pháp lam, hộp pháp lam này là hộp pháp lam xưa nè, không phải pháp lam mới nha các anh chị. Pháp lam là một cái kỹ thuật rất là khó. Ở đây chúng ta thấy nè, cái đóa hoa này, cái màu đỏ nó như cái màu đỏ ruby trên cái nền men tím rất là đẹp. Chúng ta thấy những cái hoa văn trong những cái cánh hoa này nè, là nó được ngăn cách bởi những cái sợ đồng rất là nhỏ, những cái sợ đồng rất là mảnh luôn. Được nghệ nhân họ dùng những cái sợi đồng đó để họ tạo nên hình cái những cái hoa văn, sau đó thì từng cái phần men nó mới được phủ vào trong đó, cho nên nó đòi hỏi một cái kỹ thuật rất là khó các anh chị, khó hơn cả cái kỹ thuật làm kim hoàn. Cho nên trước đây chúng ta biết đó, ở Việt Nam chúng ta vào cái triều Nguyễn đó cũng có pháp lam, pháp lam cung đình Huế đó. Nhưng mà sau một thời gian rất là lâu nó đã bị mai một, và hiện nay gần đây thôi đã được một số nghệ nhân ở Huế đó họ phục dựng lại được. Nhưng mà so ra với kỹ thuật của pháp lam cung đình Huế thì nó vẫn chưa có thể đạt được cái trình độ của ngày xưa. Trong lòng nó phủ men xanh coban. Ở đây đây là những cái sản phẩm nó làm tay nha các chị, cho nên chúng ta sẽ thấy được những cái chỗ mà những cái mối đồng khi mà để gò cái đồng thành cái hộp đó, tại vì pháp lam nó là cốt đồng. Nó đòi hỏi rất là công phu như cái gì, một cái kỹ thuật vô cùng khó. Chúng ta thấy một cái hộp làm như thế này thôi thì đòi hỏi là nó khó hơn là làm một cái sợi dây chuyền hay là cái gì rất là nhiều nha, rất là nhiều lần luôn á. Cao 3, nó dài là 5.5, nó rộng là 4, mã sản phẩm là H18 giá 350k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái cặp dĩa trưng bày rất là đẹp. Cái kia cặp dĩa trưng bày rất là đẹp. Cặp này
Cái này nó cũng có tuổi anh chị, nhìn nó bên ngoài nó cũ kỹ, nó vẽ hình một cái con cá coi, cá chép đen nè anh chị. Màu đen là màu của nước trong ngũ hành thủy, hành thủy thì màu đen. Mắt được vẽ vàng nha các anh chị. Họa tiết này nó được vẽ tay nha, vẽ thủ công á, chúng ta thấy là nó vẽ theo cái lối thủy mặc, vẽ rất là đẹp. Trong cái văn hóa của Á Đông á, thì cá nó tượng trưng cho cái sự trôi chảy, hanh thông. Ở phần dưới lườn này nó vẽ ra cho cái gì, vẽ cái màu nâu, ở trên này màu đen, vẽ rất là thần sắc các anh chị. Đây chúng ta thấy cốt là cái trôm này dài nha. Ở đây nó có được cả một đôi các anh chị, rất là hiếm gặp được cả một đôi như thế này. Chúng ta thấy nó là cái sản phẩm vẽ tay, cho nên chúng ta thấy đó, nó sẽ có cái sự khác nhau tí xíu, chứ nó không thể nào mà cùng giống nhau được. Nó phải là những sản phẩm in, in hàng loạt thì nó mới giống nhau được. Còn vẽ tay thì nó sẽ có cái độ lệch. Đường kính là 26, mã sản phẩm H19, giá 150k trên cái. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái chậu rất là to, cái chậu gốm mộc rất là to luôn. Chậu này ở Nhật thì nó gọi là cái chậu cắm hoa Ikebana, nhưng mà về Việt Nam thì một số anh chị đó dùng để trồng bonsai, do nó cái dáng nó cũng giống như những cái chậu bonsai, thả hoa thả cá. Cái chậu này là cái vành nó được mạ vàng nha các anh chị, mạ vàng rất là dày á, mà mạ vàng xong thì họ nung nung gốm, nó phủ cái men sơ đông men ngọc đó, rất là đẹp, cốt dày rất là nặng, đáy nó có cái truyện này. Truyện ký nó giống như cái chữ phúc các anh chị, nặng khủng khiếp các anh chị, cái chậu này nặng dữ lắm, cực kỳ nặng. Chậu này nó cao là 9.3, nó dài là 33 năm, nó rộng là 28, mã sản phẩm là H20, giá 200k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa celadon, bình men ngọc, một cái bình hoa men ngọc rất là to các anh chị, bình này bên ngoài rất là to nha, dáng này bụng tròn. Thường thì những cái bình hoa của Nhật đó bụng nó tròn, nó thể hiện cho cái ước muốn đầy đủ ấm no. Cái bình này bên ngoài nó đẹp hơn trên video rất là nhiều các anh chị. Một là cái màu của nó đó là cái màu xanh ngọc ngã trắng, chứ không phải là màu trắng nha các anh chị, ở ngoài nó xanh nó ngã trắng, nhưng mà do cái ánh sáng trắng của đèn cùng với cái phông nền trắng đó, nó dạ nên cái màu trắng. Hai nữa là cái bình này nó kỹ, sử dụng một cái kỹ thuật rất là khó nè. Ở bên khi mà cái phôi bình đó, nó khô đó, thì nghệ nhân họ điêu khắc tạo nên cái hoa văn, cho nên cái hoa văn này ở ngoài chúng ta rờ vào nó nổi cộm lên giống như kiểu 3D vậy đó. Và sau đó thì nghệ nhân họ phủ những cái lớp men, và bên ngoài cùng là một cái lớp men bóng, cho nên nó ở trên đèn á, thì chúng ta thấy cái hoa văn nó hơi hơi mờ hơn so với thực tế, nó đòi hỏi một cái kỹ thuật rất là công phu, một cái trình độ điêu khắc có thể nói là hoàn mỹ đó anh chị, rất là đẹp luôn, sống động. Và cái dòng men ngọc là cái dòng rất là khó chế tác nha, cả một cái vùng Arita chỉ có một cái gia tộc có thể chế tác được cái dòng men này thôi.
rất là đẹp. Đây là cái dòng men đặc trưng của một cái gia tộc ở vùng Arita nữa anh chị. Màu men này nè, đáy nó có truyện ký nha, nguyên đây cái truyện ký nằm đây anh. Truyện ký này nó cũng được khắc sau đó nó mới phủ men cho nên nó rất là bền với thời gian. Bình này nó cao là 22, đường kính miệng là 12. Cái vòng thân của nó là 86. Mã sản phẩm là H21. Giá 850k. Đây nè, chúng ta thấy cái hoa văn đó nè. Bớt đèn đó thì chúng ta thấy được hoa văn, nhưng mà nó không có cái thấy được cái độ bóng. Hoa văn nó rất là công phu đó chị. Nó được điêu khắc toàn bình luôn. Chúng ta thấy điêu khắc trên một cái mặt cong đó, thì nó rất là khó so với mặt phẳng. Cái bố cục của nó khó hơn rất là nhiều. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái bình hoa siêu to, bình hoa siêu to khổng lồ, rất là to các anh chị, một cái bình hoa gốm rất là to. Cái bình này các anh chị có thể là cắm đào, cắm mai, cắm sen, cắm lê. Ở đây chúng ta thấy men nó được phủ rất là độc đáo, men nổi luôn á. Ở trên đây nó khắc những cái họa tiết hoa rất là đẹp. Cốt dày rất là nặng nha. Bình này bên ngoài rất là to các anh chị, siêu to. Bình này nó cao là 36, rất là to to, rất là cao. Đường kính là 13 năm, đường kính miệng đó anh chị, 13 năm. Dòng thân của nó là 78, mã sản phẩm H22, giá 750k. Sản phẩm tiếp theo đó là một cái tượng, một cái tượng gỗ, tượng gỗ nguyên khối. Tượng này là tượng xưa nha các anh chị. Tượng này bên ngoài chúng ta thấy nó cái màu thời gian rất là rõ, nhưng mà nó rất là đẹp các anh chị. Cái màu gỗ đó nó mà nó cái màu gỗ mà nó trải qua thời gian đó, nhìn nó mộc mạc, nhìn rất là hay. Đây là một cái nghệ thuật thủ công truyền thống có lịch sử rất là lâu đời ở Nhật các anh chị. Nó nằm trên những cái quần đảo phía bắc của Nhật đó. Nó điêu khắc về những cái chú gấu xám trong cái mùa săn cá hồi. Đây là tượng giống như một cái tượng một cái con gấu nó đã no nê rồi, ngồi nghỉ ngơi nè. Nhìn rất là dễ thương. Cái này nó được điêu khắc thủ công. Ở đây chúng ta thấy thoạt nhìn đó thì thấy nó có vẻ nó ngẫu hứng, nhưng mà thật ra chúng ta thấy cái bộ lông nó rất là sống động, tỉ mỉ và công phu. Nó thể hiện cái trình độ điêu khắc rất là độc đáo. Ở đây nó không phải là nó cái này nó bị lỗi nha các anh chị, mà cái người Nhật đó họ có cái quan niệm rất là hay, tìm cái vẹn toàn trong cái không vẹn toàn. Ví dụ như cái đoạn gỗ này nó có bị sự cố, bị lỗi đi, thì họ cũng phải khắc phục để họ tạo nên những cái bức tượng, những cái tác phẩm hoàn mỹ. Đó là cái giá trị của những cái tác phẩm của người Nhật. Nghiêng lại, chúng ta thấy cốt gỗ nguyên khối nè, màu gỗ tự nhiên luôn nha. Tượng này là nó không có sơn phết gì cả, nó sử dụng cái màu tự nhiên của gỗ cùng với cái màu thời gian, nó tạo nên cái vẻ đẹp rất là riêng của cái tác phẩm này. Này các anh chị đi coi rất đẹp, bên ngoài rất là to nha, nó cao là 36 năm. Nó dài là 22, rộng là khoảng 21. Bên ngoài nhìn nó to lắm đó chị. Chúng ta thấy cái số liệu gì nhưng mà thật ra bên ngoài nó rất là to.
dòng thân nó khoảng 63, mã sản phẩm là H23, giá 550k. Phiên bán hàng của ngày 20 tháng 6 đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi và ủng hộ. Xin trân trọng kính chào.